với các dao động cùng biên độ thì chúng ta sử dụng công thức cộng lượng giác hết sức là nhanh chóng. Thế còn với các dao động có biên độ khác nhau thì làm thế nào? Thầy sẽ hướng dẫn tiếp chúng ta phương pháp tổng hợp dao động thứ hai là dùng giản đồ vector, là sang hai, là dùng giản đồ vector. Trước hết thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta phần lý thuyết. Giả sử là chúng ta có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số là x1 bằng a1 cos của omega t cộng phi 1, x2 bằng a2 cos của omega t cộng phi 2. Thầy sẽ nhắc lại cho các em cách biểu diễn và công thức tính biên độ dao động tổng hợp. Để biểu diễn dao động điều hòa bằng vector, trước hết là chúng ta dựng một trục gốc OX. Giả sử dao động thứ nhất chúng ta biểu diễn bằng vector A1 tạo với trục gốc một góc phi 1. Vector A2 tạo với trục gốc một góc bằng với pha ban đầu phi 2. Đây chúng ta có vector A2, và theo quy tắc hình bình hành chúng ta dễ dàng tổng hợp được biên độ dao động tổng hợp A. Chúng ta có vector A chính là biên độ của dao động tổng hợp, và thầy ký hiệu D góc phi chính là pha ban đầu của dao động tổng hợp. Do đã chứng minh cho chúng ta ở phần đại cương về dao động cho nên hôm nay thầy chỉ nhắc lại công thức tính biên độ A của dao động tổng hợp. A sẽ bằng căn của A1 bình phương cộng A2 bình phương cộng 2 A1 A2 cos delta phi, và pha ban đầu phi thì chúng ta xác định bởi tan phi sẽ bằng A1 nhân sin phi 1 cộng A2 nhân sin phi 2 trên A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Như vậy là thầy vừa nhắc lại cho các em công thức tính biên độ của dao động tổng hợp và công thức xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp. Bây giờ các em lưu ý cho thầy các trường hợp đặc biệt sau. Đặc, trường hợp thứ nhất là nếu delta phi bằng k2 phi thì chúng ta có được biên độ dao động tổng hợp A sẽ bằng A1 cộng A2. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là delta phi bằng 2k cộng 1 phi thì chúng ta có biên độ A sẽ bằng trị tuyệt đối của A1 trừ A2. Nếu chúng ta có delta phi bằng 2k cộng 1 phi trên 2, tức hai dao động buông pha, thì chúng ta có A sẽ bằng căn của A1 bình phương cộng A2 bình phương. Và các em lưu ý cho thầy, trong mọi trường hợp chúng ta luôn có là A1 trừ A2 nhỏ hơn hoặc bằng A nhỏ hơn bằng A1
cộng A2. Các em thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ dùng phương pháp dẫn độ vector để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số thì chúng ta chắc chắn rằng có một phương pháp khác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên cái điểm mạnh của phương pháp dẫn độ vector là gì thì thầy sẽ cho các em thấy qua phần ví dụ, là sang phần B, ví dụ minh họa. Ở phần này thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một câu trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2012. Thầy tóm tắt đề bài như sau: cho hai dao động điều hòa có x1 sẽ bằng A1 cos PT cộng P trên 6, x2 thì bằng A2 cos PT trừ P trên 2, và dao động tổng hợp của hai dao động này là x sẽ bằng A cos PT cộng phi. Và để cho chúng ta thêm một giả thiết nữa, đó là thay đổi giá trị của biên độ A1 để biên độ của dao động tổng hợp để A đạt cực tiểu, và yêu cầu chúng ta tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp phi. Bây giờ thầy sẽ dùng phương pháp dẫn độ vector để giải bài toán này. Trước hết là chúng ta sẽ dựng trục gốc OX. Chúng ta giả sử biên độ dao động của dao động thứ nhất A1 A2 và chúng ta có biên độ dao động tổng hợp là A. Các em chú ý quan sát là thầy sẽ ký hiệu các góc. Góc này thầy ký hiệu là góc beta, góc này alpha, và góc trên này chúng ta ký hiệu là góc gamma. Các em quan sát là ở phía bên này, đây cũng chính là vector A2 theo tính chất của hình bình hành hai cạnh đối diện bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ áp dụng định lý hàm số sin phần lời giải để làm như sau. Với áp dụng định lý hàm số sin, chúng ta dễ dàng thấy được. Bây giờ thầy sẽ áp dụng định lý hàm số sin để tính toán. Để lượng chúng ta có A trên sin alpha sẽ bằng A2 trên sin beta, tương đương với A sẽ bằng A2 nhân sin alpha trên sin beta. Và chúng ta lại có được góc alpha thì bằng với góc gamma vì so le trong. Chúng ta lại có được gamma và góc delta phi là góc bù nhau. Vậy ta có A sẽ bằng
A2 nhân sin của phi 1 trừ phi 2 trên sin beta. Chúng ta dễ dàng nhận thấy vì A2 không đổi và phi 1 và phi 2 hai giá trị không đổi. Vậy thì chúng ta có A min khi sin beta bằng 1. Đó là A min khi là chỉ khi là sin beta bằng 1, tức là tương đương với beta phải bằng pi trên 2 radian. Và khi chúng ta thấy được beta bằng pi trên 2 radian thì chúng ta dễ dàng xác định được góc phi. Ở đây chúng ta dễ dàng xác định được, suy ra phi sẽ bằng trừ pi trên 3 radian. Như vậy các em thấy bằng phương pháp giảm độ vector chúng ta dễ dàng tính được pha ban đầu của dao động tổng hợp là trừ pi trên 3 radian. Bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta mở rộng bài toán biện luận các giá trị cực đại cực tiểu khi chúng ta dùng giảm độ vector. Để chúng ta sang phần C là mở rộng, ứng dụng mở rộng. Chúng ta quay trở lại công thức tính biên độ của dao động tổng hợp. Chúng ta có A sẽ bằng là A bình phương bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần A1 A2 nhân cos delta phi. Chúng ta thấy rằng từ công thức gốc này thì người ra đề hoàn toàn có thể ra cho chúng ta câu hỏi như sau. Đó là cho A2 không đổi tìm A1 để biên độ dao động tổng hợp A đạt cực tiểu. Chúng ta thấy từ biểu thức 1 thầy có thể viết lại như sau. Là có A bình phương sẽ bằng A1 bình cộng với 2 lần A2 nhân cos delta phi nhân với A1 cộng với A2 bình. Chúng ta thấy rằng biểu thức 2 có dạng của một tam thức bậc 2 với biến số là A1. Vậy để cho A đạt cực tiểu thì chúng ta có nếu tồn tại cos của delta phi nhỏ hơn 0, chúng ta dễ dàng tính được thì chúng ta có A min tại giá trị là A1 sẽ bằng, đây chúng ta có là trừ B trên 2A. Vậy thì chúng ta sẽ có được A1 sẽ bằng A2 nhân cos delta phi. Vì biên độ của giá trị dương nên chúng ta lấy giá trị tuyệt đối. Như vậy là chúng ta tính rất nhanh được A1 để cho A đạt cực tiểu. Vừa rồi là từ công thức tính biên độ của dao động tổng hợp và với cách tìm giá trị cực tiểu của một tam thức bậc 2 thì chúng ta đã có được một dạng bài toán mới. Bây giờ chúng ta sẽ sáng tạo ra một dạng câu hỏi khác, một bài tập khác từ giảm độ vector. Bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ cho chúng ta thấy cái ứng dụng của giảm độ vector. Bây giờ chúng ta nhìn vào hình vẽ thì người ra đề hoàn toàn có thể cho ta câu hỏi như sau. Đó là cho biên độ A của dao động tổng hợp không đổi và câu hỏi cần chúng ta biện luận là yêu cầu tìm A1 để lúc này yêu cầu là A2 cực đại, A2 mạnh. Chúng ta
nhìn vào giản đồ vector, chúng ta sẽ đi thiết lập như sau. Tiếp tục áp dụng định lý hàm số sin, chúng ta có A2 trên sin beta sẽ bằng A trên sin alpha, tương đương với là A2 sẽ bằng A nhân sin beta trên sin alpha. Và chúng ta thay số viết được thành A nhân sin beta trên sin của phi 1 trừ phi 2. Và ở đây thì chúng ta dễ dàng thấy được A không đổi, phi 1 và phi 2 không đổi rồi. Vậy thì chúng ta có A2 max khi và chỉ khi sin beta lớn nhất, tức là sin beta sẽ bằng 1, hay nói khác là beta sẽ bằng pi trên 2 radian. Và để tìm A1 thì chúng ta dễ thấy được tan của alpha sẽ bằng A trên A1. Vậy suy ra được A1 sẽ bằng A trên tan alpha. Vì biên độ luôn có giá trị dương, cho nên chúng ta viết được là A1 sẽ bằng A trên trị tuyệt đối của tan phi 1 trừ phi 2. Như vậy các em có thể thấy là từ một bài toán gốc và trên cơ sở những kiến thức toán học liên quan, ví dụ như tam thức bậc 2, ví dụ như giản đồ vector kết hợp với định lý hàm số sin, định lý hàm số cos, thì chúng ta thấy rằng người ra đề có thể hỏi chúng ta theo rất nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu như nắm vững phương pháp thì chúng ta hoàn toàn có thể giải bài toán một cách hết sức nhanh chóng.